khăn, nhưng thầy trò của trường chúng ta đã thuộc hệ thống giáo dục của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam này. Cũng đăng tiên xin thay mặt cho lãnh đạo nhà trường tổng kết những vấn đề cơ bản, những việc đã làm được của thầy và trò trong 9 tháng học của năm học 2012-2013 để là 1,19%. Tổng số lớp là 10. Cô trong hội đồng sư phạm, thầy cô trong giáo viên của nhà trường. Và tiếp theo 16, Trần Thị Bình Như, Hoàng Huy, 9A5, Nguyễn Quang Huy, 9A. Cảm ơn thầy Thọ và chúc mừng 15 em của lớp 9A1, 9A2. Bình Hiểu Hải, 8A1, Võ Nguyễn Châu, Thân. Xin mời cô và thầy. Xuống nó đổi lại chứ bây giờ đây nhiều quá mà. Tiếp theo 41, Nguyễn Thành Lập, 8A1, Trần Châu Thi, 8A1. Chúc mừng tất cả các em học sinh giỏi của lớp 8A1. Dương Gia Văn 7A3, Trương Thị Kim Hoa 7A3.